Salon ô tô Femca Hải Dương xin kính chào quý khách. Xin được trân trọng giới thiệu toàn thể quý khách hàng, đây là một chiếc Kia Cerato. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2016, phiên bản 1.6 số tự động. Bản này là bản đủ, có cửa nóc, có đề nổ thông minh, ghế chỉnh điện nhớ hai vị trí ghế bên lái. Chiếc xe này mang một nước sơn màu xanh cửu long và xe mới chạy được có 3.9 thôi, còn rất đẹp. Xe bên salon nhà em bán ra thì cam kết máy zin, thân vỏ không đâm đụng, không tai nạn. Hồ sơ pháp lý xe đầy đủ. Và bao lỗi phạt nguội trên toàn quốc. Keo chỉ tất cả 4 cánh rồi nắp capo, cốp đít cũng nguyên zin hết. Kia Cerato 1.6 số tự động thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nó vào khoảng tầm 7 đến 7,5 lít xăng trên 100 km. Option thì rất là hiện đại. Cái màu này là màu đổi màu, khi mà ban ngày thì nó là màu xanh cửu long, còn ban đêm thì nhìn nó như là màu đen đấy, gọi là màu xanh đen đấy. Nhớ hai vị trí ghế lái, gương chính kính chỉnh điện cụm điện này, ghế chỉnh điện đây, nó có nhớ hai vị trí ghế bên lái, thảm lót sàn 3D, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cam lùi đầy đủ hết, cửa sổ trời, đèn nổ thông minh, vô lăng tích hợp, các cái nút bấm điều chỉnh đa chức năng, chế độ đàm thoại rảnh tay rồi cruise control đầy đủ hết, khá là hiện đại, nội thất ghế da màu kem. Hàng ghế sau cũng được trang bị thêm cửa gió để cho những hành khách ngồi bên sau rất là mát luôn. La răng hợp kim 17 inch. Khu hành lý khá là rộng này, lý rất rộng. Hệ thống keo chỉ cúp đít này. Chiếc xe này em đang cho tháo biển để rút hồ sơ rồi. Xe chạy 3.9 nên toàn bộ nội ngoại thất xe còn rất là mới. Đăng kiểm bảo trì đường bộ đến tháng 9 2020. Bộ khoang máy đây, keo chỉ, nắp cabu, em nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe này.
Đây là chiếc Kia Cerato 1.6 số tự động, sản xuất 2016 và đang có giá chào bán tại Salon ô tô Femica Hải Dương là 556 triệu. Anh chị nào đang cần mua chiếc xe này thì cứ bấm theo số hotline bên salon nhà em, kết nối Zalo, Facebook số trên 0978 607 555 hoặc 0941 337 888.